Một con xong một cái con đùi à? Một con xong với một con giỏ váy sao hay phải không? Không biết mẹ xem có những cái gì. Hôm qua con tính là 27 mà. Mẹ anh ơi, đẹp tay ấy nhá. Chào vậy. Hello tất cả mọi người ạ. Em xin chào tất cả các chị nha. Mọi người lên đi nào, mọi người vào nhá, mọi người vào nào. Trưa nay em sẽ sale rất là rẻ luôn, các chị vào chia sẻ livestream cho em nha, sale sập sàn luôn ạ. Các chị vào chia sẻ livestream nhá, những ai đang xem thì comment xin chào để em chào mọi người nha. Mọi người chia sẻ đông vui lên để chơi mini game nào các chị ơi. Mọi người, mẹ anh ơi. Kẹp tay nhá. Mọi người chia sẻ đông vui lên để chơi mini game nào các chị ơi. Chào chị Tống Mai Anh ạ, à, chào chị Dung Kim nhá. Nào mọi người vào chia sẻ cho em nhá. Chia sẻ nhá, lên 50 view để chơi mini game nào các chị ơi. Lên 50 view nhá. Cún ơi, có bộ mặc ở nhà không? À có chị ơi, bộ mặc ở nhà có nhá. Em xin chào chị Lương Thị Hè ạ. Xin chào chị Đỗ Liên nhá. Xin chào chị Tú Anh. Chào chị Dung Kim. Mọi người chia sẻ mạnh lên nào. Lên 50 view sẽ chơi mini game nhá chị nhá. Chào Hồng Sơn ạ. Những ai đang xem livestream thì comment xin chào để em chào mọi người nhá. Mọi người chia sẻ mạnh lên nhá, lên 50 view để chơi mini game nhá. Tặng áo phông nhá các chị nhá. Mọi người cũng muốn tặng áo phông không? Lên 50 view để em tặng luôn à. Chia sẻ thật nhiệt tình cho em nhá. Váy vàng bao nhiêu? Váy vàng là hàng thiết kế hàng 200k nhá chị nhà pha nhá. Váy vàng hàng 200k. Nào mọi người chia sẻ nào. Lên 50 view sẽ tặng một áo phông nhá. Có bộ đến gối, đến đùi vải mát mặc ở nhà có ạ. Bộ đen sau có màu khác không? Bộ đen sau em có bi vàng chị ơi. Chị Lưu Liễu ơi, em có bi vàng. Bi vàng và hoa đen đấy. Em có bi vàng với lại hoa đen. Bộ em mặc bao nhiêu? Váy như em mặc nhá. Mọi người chia sẻ mạnh lên nào. Lên 50 view em sẽ tặng một áo phông này các chị này. Lên 50 view nhá. Tìm cho chị bộ dài đến đùi nào. Rồi ok, tí nữa em like nhá mọi người nhá. Bộ như em đang lên 50 view em sẽ tặng áo phông nhá chị nhá. Tặng áo phông này. Lên 100 view em sẽ tặng váy như em đang mặc nhá. Mọi người chia sẻ thật nhiệt tình lên cho em này. Chia sẻ lên hội nhóm chợ cho em nào. Những ai đã chia sẻ rồi thì comment đã chia sẻ kèm số điện thoại cho em nhá. Những chị nào đã chia sẻ thì comment đã chia sẻ kèm số điện thoại cho em. Đạt mốc 50 view em sẽ tặng một áo phông màu hồng cực kỳ là xinh này. Cực kỳ là xinh nhá mọi người nhá. Nào các chị chia sẻ đi nào. Mọi người vào chia sẻ mạnh lên cho em nhá. Vừa bán hàng vừa chơi mini game nữa nhá. Vừa bán hàng vừa chơi mini game. Em sẽ bán cái mã váy đầu tiên này. Bán mã váy đầu tiên nhá. Mẹ vào rồi hơi ơi, đóng vào. Đây nha các chị nha, bán mã váy đầu tiên này. Mọi người chia sẻ lên 50 view để em tặng áo cho các chị nào. Chia sẻ lên 50 view nhá. Chia sẻ thật nhiệt tình lên cho em nhá. Lên 50 view em sẽ tặng áo phông cho mọi người nào. Đây, bán mã đầu tiên là mã váy như em đang mặc này các chị này. Mã váy như em đang mặc nhá. Chất lụa rất là đẹp luôn, hàng khuy gỗ ạ. Hàng khuy gỗ này các chị này. Đấy, rất là đẹp luôn nhá. Em sale còn 120k. 120k mã váy như em đang mặc này các chị này. Có màu xanh nhá, màu xanh, màu hồng và màu vàng ạ. Màu xanh, màu hồng và màu vàng. Chị nào lấy màu nào thì comment màu kèm số điện thoại cho em nhá. Từ khoảng 45 đến khoảng 55, 56 cân mặc vừa ạ. Từ 45 đến 55, 56 cân mặc vừa nhá. Mà váy này các chị mặc dáng suông cũng được này. Các chị không thích đai thì mình mặc dáng suông cũng được nhá. Đấy, dáng suông rất là đẹp luôn. Chị nào lấy váy này thì comment nhá. Màu xanh, màu vàng và màu hồng ạ. Ba màu rất là mát luôn.
Nào, ai lấy thì comment nào. Comment màu kèm số điện thoại cho em nào. Các chị chia sẻ đi ạ. Mọi người chia sẻ lên 50 view để em tặng áo phông cho mọi người nào. Chia sẻ lên 50 view để em tặng áo phông cho mọi người nhá. Tặng một chiếc áo phông cực xinh này. Đây, tặng một áo phông cực xinh luôn này cho các chị chia sẻ lên 50 view ạ. Mọi người chia sẻ lên 50 view cho em nào. Chia sẻ thật nhiệt tình cho em nhé mọi người nhá. Có chị nào lấy váy như em đang mặc thì comment nhá. Comment màu kèm số điện thoại cho em. Màu kèm số điện thoại cho em. Nào các chị chia sẻ nào. Mọi người chia sẻ lên 50 view. Em sẽ tặng áo phông hồng rất là xinh cho các chị này. Tặng áo phông màu hồng rất là xinh nhá. Chào chị Đặng Trang ạ, chào chị Vũ Thị Dung ạ. Nào mọi người chia sẻ nào. Mọi người chia sẻ lên 50 view em sẽ tặng áo phông màu hồng này cho các chị nhá. Chị nào ấy thì comment đã chia sẻ kèm số điện thoại cho em. Chị nào đã chia sẻ thì comment đã chia sẻ kèm số điện thoại cho em ạ. Lên 50 view nhá các chị nhá, lên 50 view này. Đấy, lên 50 view em sẽ tặng mã này cho mọi người nhá. Tặng mã áo phông này cho các chị, lên 100 view tặng váy như em đang mặc cho mọi người này. Tặng váy như em đang mặc luôn nhá. Váy đang như em đang mặc cũng có bán nhá. Mọi người chia sẻ thật nhiều lên cho em để em tặng cho các chị nào. Chia sẻ thật nhiều nhá các chị nhá. Chia sẻ thật nhiều cho em. Có ai muốn tặng áo phông này không? Rất là trẻ trung luôn này. Cực kỳ là xinh nhá mọi người nhá. Cực xinh luôn, mọi người chia sẻ lên cho em nào. Chia sẻ tăng view lên cho em nhá. Đây váy như em đang mặc có cả màu vàng nhé các chị ạ. Đây nhá, váy như em đang mặc có cả vàng nữa nhá. Ai thích vàng thì em có cả màu vàng này. Rất là xinh luôn. Đây, chỉ với giá là 120 nhá. 120 một váy lụa này, hàng khuy gỗ nhá các chị nhá. Hàng khuy gỗ rất là đẹp luôn, chỉ với giá 120k cho các chị chia sẻ livestream ạ. Chị nào lấy thì chốt nhá, chốt màu kèm số điện thoại cho em. Chốt màu kèm số điện thoại cho em với ạ. 120k này, màu vàng, màu xanh và màu hồng nhá. Màu vàng, màu xanh và màu hồng ạ. Chị nào lấy thì chốt nhá. Chốt màu kèm số điện thoại cho em. Đây. Mã này các chị từ 5556 cân đổ xuống nhá. Từ 5556 cân đổ lại, chị nào lấy đi chốt này, màu kèm số điện thoại cho em. Váy lụa rất là đẹp, màu vàng, màu xanh và màu hồng. Đấy. Chị nào thích trẻ trung mặc màu hồng này, siêu xinh luôn. Mọi người có thể nhìn gần chất của nó nhá. Chất lụa rất là đẹp này, may cực kỳ nét luôn. Đấy, chỉ với giá là 120k nha. Chị đấy vừa gửi hôm qua. Màu đen sau đi. Rồi ok, để em thử cái mã zoom đen cho chị xem. Đây, cái này là zoom này, chị lưu liễu này. Zoom nhá, mọi người có muốn mua zoom không? Em thử mã zoom này cho mọi người xem. Ai lấy váy như em đang mặc thì chốt nha. Chốt màu kèm số điện thoại cho em. Lại này mẹ không lưu được lắm à. Đây zoom đây các chị này. Zoom này em đang sale là 140 nhé các chị nhá. Zoom đang sale của 140 này. Rất là đẹp luôn. Siêu xinh luôn đây các chị này.
siêu xinh luôn. Em có hai màu nhá. Em có bi vàng này. Đây, Du em có bi vàng nhá. Em có bi vàng và màu hoa như đang mặc đây. Đây, bi vàng đi các chị này. Ai lấy bi vàng thì chốt bi vàng nhá. Ai lấy hoa đen thì chốt hoa đen cho em 140k nhá các chị nhá. Váy vàng treo đằng sau, váy vàng treo đằng sau là hàng 200 hàng thiết kế nhá các chị nhá. Mã zoom này các chị tầm khoảng 53 cân quay đầu mặc vừa. Từ 45 đến 53 cân nhá. Chị nào lấy zoom thì chốt zoom này. Zoom kèm số điện thoại cho em nhá. Cái này không có size, hàng free size ạ. Các chị tầm khoảng từ khoảng 53 cân quay đầu là mà làm mặc vừa nhá. 53, 54 cân quay đầu mặc vừa này. Zoom này không phải đâu, nhưng tầm đấy là vừa thôi. Nào, ai lấy thì comment cho em nhá. Cái gì? Con chưa? Ấy là mình vào đi. Nào, chị nào lấy zoom thì chốt zoom này, kèm màu kèm số điện thoại cho em. 140k nhá mọi người nhá. Em có bi vàng và hoa đen ạ. Mã này em có bi vàng với lại hoa đen này. Đấy, siêu đẹp luôn đúng không? Màu hoa này mặc lên rất là tôn da nhá, mà rất nhìn nhã nhặn cực kỳ luôn. Ai lấy zoom thì chốt zoom kèm màu kèm số điện thoại cho em. Có zoom dài, có tay không? Zoom thì đa số là hàng không có tay được các chị ạ. Tại vì là cho chị bi vàng rồi, ok, chốt cho chị lưu liễu bi vàng nhá. Rất là đẹp luôn, em còn một bộ hoa như em đang mặc này. Các chị mua ở shop những cái mã này tầm khoảng 200. Đấy, mọi người yên tâm, hàng em rất là đẹp. Em đang sale nhá, em đang sale chỉ còn 140 thôi. Chị lưu liễu này. Ai lấy hoa nhen đâu mà thì comment hoa đen kèm số điện thoại nhá. 043 này. 043244. Rồi ok, chốt đi vàng cho chị liêu liêu. Mẹ ơi, hay là cái chị kia qua đấy. Luôn nhá. Ai lấy hoa đen thì comment hoa đen cho em để em qua mẫu khác này. Hoa đen nhá. 140 thôi các chị ạ. Đổi qua mã khác này. Còn áo von khoét nách không? Áo von khoét nách. Chị ơi, áo đấy sang đầu tuần có nhá. Dạ. Chị ơi, hỏi cái là 90 á. Em vẫn còn một số mã, tí nữa em sẽ like cho mọi người xem. Hùng ơi. Đẹp tay đấy. Đây em chuyển qua mã váy này này các chị này. Chuyển qua mã váy này nhá, rất là đẹp luôn. Hùng ơi, đẹp tay. Có nghe cái nói gì không ơi? Đây nha, chuyển qua mã váy này nhá các chị nhá. Chuyển qua mã váy này rất là xinh nè. Đấy, rất là đẹp luôn. Alo anh à? Ừ, vâng vâng, rồi ok, em ra đón luôn. Vâng. Xe Hoàng Cường ạ, à? Vâng vâng. Cây số mấy rồi ạ? À? Mẹ ơi, đi bao nhiêu đơn mà đi, cái xe nó đến đây đấy. Đây nhá chị
nhá. Đây. Chị nào lấy thì chốt đây. Gần đến. Mẹ vào nốt đi, không chị kia chị còn phải đi 31 nữa cơ mà. Có phải chị nguyên được 27 đâu. Đây nha chị nha, váy hoa vàng này các chị này. Em còn một chiếc sale 99k nhá. Sale 99k này. Chị nào lấy chốt cho em nhá. Mã này tầm khoảng 55 cân quay đầu mặc vừa. 55 cân quay đầu mặc vừa. Chị nào lấy chốt hoa vàng kèm số điện thoại cho em. Ai chốt hoa vàng thì comment hoa vàng cho em nào. 99k này các chị này. Nào có ai chốt mã này thì comment nhá. Váy vải von rất là đẹp luôn ạ. Vải von cực đẹp luôn. Chị nào chốt thì comment hoa vàng kèm số điện thoại cho em. Còn duy nhất một chiếc ạ. Còn duy nhất một chiếc sale 99k nhé chị nhá. Váy vải von chị ơi, vải von nhá. Vải von lụa rất là đẹp luôn. Nào ai lấy đi comment nhá. Hoa vàng kèm số điện thoại cho em còn duy nhất một chiếc thôi này. Còn duy nhất một chiếc sale 99k nhá. Mã này các chị này mặc qua đầu gối luôn. Đấy. Chị nào dưới 1m6 là mặc qua đầu gối, còn trên 1m6 thì là chớm đầu gối nhá. Chớm đầu gối ạ. Ai lấy thì chốt hoa vàng cho em nhá. Hoa vàng kèm số điện thoại cho em. Từ 55 cân quay đầu là vừa. 55 cân quay đầu là vừa. Rồi ok, em chút xíu em thử váy trễ vai hoa vàng sau cho chị xem. Điện thoại này mấy ơi. Điện thoại em xem nó đúng không? Xem chủ hoàng nó xem gì em. Đây, váy hoa vàng đây chị Như Yến này. Váy hoa vàng đây nhá. Em thử cái váy này cho mọi người xem. Có ai chốt váy thì em đang mặc thì comment nhá. Đây váy hoa vàng đấy các chị này. Rất là đẹp luôn nhá. Cực đẹp luôn. Mã này các chị mặc trễ vai cũng được nhá. Mã này mọi người mặc trễ vai cũng được. Có hai màu ạ. Mã này em có hai màu này các chị này. Màu như em đang mặc và màu nâu đây nhá. Màu như em đang mặc và màu nâu rất là đẹp luôn đúng không? Cái váy maxi này thì dài đến ngang bắp chân ạ. Ngang bắp chân nha mọi người nhá. Rất là đẹp luôn. Ai lấy thì chốt cho em nhá. Mặc bệt vai cũng được mà mặc không bệt vai cũng được nhá. Rất là kín đáo, rất là đẹp luôn. Chị nào lấy thì chốt cho em này. Mã này mọi người tầm khoảng 54 cân quay đầu nhá. 54 cân quay đầu mặc vừa váy này. Giá của nó là 200k. Hàng chất vải là hàng cắt hàn nhá. Hàng cắt hàn. Chị Nhâm Giao ơi, 200k. Hàng thiết kế rất là đẹp luôn ạ. Vải cắt hàn rất là đẹp luôn. Em có hai màu cực sang này. Hai màu nhá, màu nào mặc lên cũng tôn da cực kỳ. Đấy, màu nào mặc lên cũng rất là tôn da luôn. Màu này là màu cam đất. Màu cam đất và màu vàng em đang mặc ạ. Đây, cam đất mặc lên cũng đẹp này. Chị nào chốt màu nào thì comment nhá. Màu kèm số điện thoại cho em. Sale là 200k, có khóa hông này. Có khóa hông nhá mọi người nhá. Sale là 200k. Các chị tầm khoảng 45. Từ 45 đến 54 cân mặc vừa ạ. Từ 45 đến 54 cân mặc vừa mã này nhá.
Ai lấy thì comment màu kèm số điện thoại cho em này. Vải cát hàn ạ. 57 kg thì chắc không vừa. Đây. Vải cát hàn nhé mọi người nhá. 57 kg thì chắc không vừa. 57 kg thì chị cao phải trên 1m6 thì mới vừa. 57 kg cao trên 1m6 thì vừa nhé chị nhá. Nào, có chị nào chốt mã này cho em không nào? Chốt thì comment nha. À không, có khi vẫn vừa đấy, tại vì cái phần eo này nó ở bên trên mà. Đây, quá đẹp luôn đúng không? Một chiếc váy rất là xinh này, hai màu cực đẹp luôn. Màu này mặc lên cũng tôn da lắm này các chị này. Màu này mặc lên cũng cực kỳ tôn da. Ai lấy màu nào thì comment màu nhá. Màu kèm số điện thoại cho em chỉ còn vài chiếc thôi. Đẹp mà chị, màu này mẫu này đẹp này. Mọi người không mua tiếc luôn, mẫu này các chị mà không bệt vai cũng được, không sao hết. Đấy. Mà không bệt vai cũng ok luôn. Quá đẹp luôn, đấy, quá đẹp luôn nhá. Dáng cánh tiên. Dáng váy cánh tiên nhá mọi người nhá, dáng váy cánh tiên ạ. Có chị nào chốt mẫu này thì comment màu cho em nhá. Màu kèm số điện thoại cho em. Đây em mặc thử cái màu cam đất này lên cho mọi người xem này. Mặc thử cái màu cam đất này cho mọi người xem nhá. Màu nào cũng đẹp cực kỳ luôn. Đây, màu này mặc lên rất là tây luôn. Chị Nguyễn Trang ơi, 200k nhá, hàng thiết kế ạ. 200k hàng thiết kế này. Chị nào lấy đi chốt cho em nhá, chốt cho em màu kèm số điện thoại cho em. Rất là xinh luôn. Size M nhá, hàng này có size ạ. Size M, em còn màu vàng và màu cam đất ạ. Còn vàng và cam đất nha, vải cát hàn nhá mọi người nhá. Vải cát hàn ạ, chị nào lấy đi chốt màu kèm số điện thoại cho em. Dáng cánh tiên rất là đẹp luôn. Mã này đang cực hot luôn này các chị này. Dáng cánh tiên. Hai màu nhá. Rất là nhã nhặn luôn. Mà không mệt vai cũng ok luôn. Đấy. Có ai chốt mẫu này không nào? Không ai chốt mẫu này để em qua mẫu nhá. Qua mẫu khác ạ. Qua mẫu khác cho mọi người xem. Vậy cho sau màu trắng bao nhiêu tiền? Vậy cho sau màu trắng là 99k. Đây nha mọi người nha, chuyển qua mẫu này nào. Đây mẫu này em còn một chiếc này. Hàng da da đẹp nhá. Hàng da da đẹp này. Còn một chiếc em sale là 180k size L nhá mọi người nhá. 180k size L này. Năm từ khoảng 55 cân từ 52 cân ạ. 51 52 cân đổ lên đến khoảng 57 58 cân vẫn vừa. 50 đến 55 56.
Không, hôm nọ có một chị mua 57 nhưng mà vẫn vừa. Từ 50 cân đổ lên đến 56, 57 cân vẫn vừa này. Đây rất là đẹp luôn, em là 1m6 50 cân nhá. Em là 1m6 50 cân này các chị này. Từ tầm khoảng 50 cân đổ lên đến 56, 57 cân vẫn vừa. Còn một chiếc xe 180k cho các chị nhá. Đấy. Có bộ đùi mát em có. Xe 180k váy hoa đỏ này cho các chị này. Hàng da da đẹp nhá mọi người nhá. Hàng da da rất là đẹp luôn. Đây. Hay cánh tiên đây. Hàng may thiết kế nhá, rất là nét luôn. Còn một chiếc xe là 180. Chị nào lấy đi comment là hoa đỏ kèm số điện thoại cho em nhá. Hoa đỏ kèm số điện thoại cho em này các chị này. Còn duy nhất một chiếc thôi ạ. Ai lấy đi comment cho em nhá. Hoa đỏ kèm số điện thoại. Có size M0 mình 46 cân. Chị Nguyễn Trang ơi, size M thì mặc cái mã này. Mã này size M này. Mã này size M nhá chị nhá. Có cân mặc chấm bi này này. À, size M này. Chị mặc size M. Chị Lưu Liệu bao nhiêu cân? Size L nhưng mà form của nó không rộng lắm đâu các chị ạ. Đây chị nào 46 cân thì mặc cái mã này này. Đây nha, chị nào 46 cân thì em có cái mã này rất là đẹp này. Sale là 70k nhá. 47 cân thì mặc size M. Đây mọi người này. Đấy, 70k nhá, em có bi vàng với lại là bi hồng. Bi vàng với bi hồng này. Em xem là 70k nhá. Bi vàng và bi hồng. Em xem là 70k này các chị này. Chị nào lấy thì comment nhá. Bi vàng với bi hồng ạ. Xem là 70k nhá. Bi vàng, bi hồng này. Chị nào lấy thì chốt cho em nhá. Chốt cho em nhá. Cái mã này sale 70k dành cho các chị tổng khoảng 50-51 cân quay đầu ạ. Từ 40 đến 50 cân nhá, 50-51 cân quay đầu. Bi vàng và bi hồng sale 70k, ai lấy đi comment cho em. Màu kèm số điện thoại này, bi vàng này. Mặc lên rất là trẻ đẹp luôn, bi hồng này. Đấy, có chị nào chốt mã này không nào? Chị nào chốt mã này thì comment cho em này. Bi vàng, bi hồng kèm số điện thoại. Sale là 70k thôi ạ, 70k nhá các chị nhá. Siêu rẻ, siêu đẹp luôn. Nào ai lấy váy đỏ thì comment hoa đỏ nhá. Thích váy em đang mặc. Thích váy em đang mặc thì váy này có size L chị bao nhiêu cân? 8 cân, 7 cân mà chị thấp dưới 1m6 thì cũng mặc thoải mái. Chị bao nhiêu cân ạ? 50 cân nhưng cao 1m6 mặc vừa. Cao bao nhiêu cân, cao 1 mét mấy? Nặng bao nhiêu cân, cao mét mấy? Em là 1m6 50 cân thì em mặc vẫn vừa. Nếu mà mọi người dưới 1m6 thì các chị tổng khoảng 47, 48 cân mặc vẫn vừa thoải mái luôn. Đấy. Vẫn vừa thoải mái nhá. Có ai chốt váy đỏ này thì comment nhá, váy đỏ kèm số điện thoại cho em.
1m58 46 cân. 1m58 46 cân. Thế thì chắc vẫn hơi rộng quá chị ạ. Zoom nha mọi người nhá, zoom này. Zoom này em có hai màu ạ. Zoom này em có hai màu hoa nhá. Rất là đẹp luôn, zoom cực trẻ luôn. Zoom siêu đẹp nhá mọi người nhá, zoom siêu đẹp này. Đây siêu siêu rẻ các chị luôn, 79. 79k nhá mọi người nhá. Zoom này em sale 79k, các chị tầm khoảng 53 cân quay đầu mặc vừa. Đây zoom đây. Hai màu nhá. Một màu hoa như em đang mặc và một màu hoa sáng hơn này các chị này. Đấy, chị nào thích nhăn nhăn thì mặc màu hoa tối nhá. Thích trẻ trung thì mặc màu hoa sáng hơn này. Rất là đẹp luôn nhá. Sale chỉ có 79k thôi nhá mọi người nhá. 79k các chị tầm khoảng từ 40 cân đến khoảng 53 54 cân. Có bộ rời đùi không? Mẹ ơi. Bộ rời đùi em có. Nào, ai lấy thì comment cho em nhá, zoom nhá. Zoom kèm màu kèm số điện thoại. Màu em đang mặc là màu hoa tối và màu hoa sáng này, có hai màu này. 79k thôi các chị ạ, 79k thôi này. Bảy chín k nhá, siêu đẹp luôn, chất von siêu đẹp luôn. Bộ đùi mặc mát thì em có bộ lanh này, chị lưu liễu này. Bộ lanh đây, bộ lụa và bộ lanh đây. Chỉ có giá là 50k một bộ thôi này. Nhá. Chị nào lấy đi comment cho em. 50k này. Lanh rất mát luôn ạ. Lanh siêu mát nhá. Em sale là 50k nhá. Chị nào lấy bộ lanh thì để comment này. Còn duy nhất một bộ ạ. Dạ. Em còn duy nhất một bộ thôi, hết rồi ạ. Bộ đấy là của ai? Bỏ ra ngoài đấy thôi, chứ không phải đâu. Chắc của chị Thu Quân bị đây. Chị ấy bảo chị lấy bộ này. Không lấy bộ bé, không lấy bộ họ con học ở chơi đi này này. Đây có bộ lụa này 70 này. Đây nha, một bộ lanh, một bộ lụa em sale này. Bộ lụa nhá, hàng hoa nhá. Bộ lụa 70k. Đây các chị này, bộ lụa này em sale 70k các chị, 55 cân quay đầu mặc vừa nha. 55 56 cân quay đầu mặc vừa. Đấy. Lanh là 50k, chị nào lấy đi comment cho em, bộ lanh là 50k còn bộ lụa là 70k. Hai bộ nha em, còn hai bộ em sale nốt. Siêu đẹp luôn. Chị nào lấy comment này. Đấy. Combo là hai bộ 120k. Combo là 120k hai bộ nha các chị nhá. Ai mua combo thì mua combo 120k hai bộ này. 120k hai bộ nhá. Ai lấy thì comment cho em. Comment còn kèm số điện thoại cho em nhá. Bộ lanh là 50k còn bộ lụa là 70k, chị nào lấy chốt cho em nhá. Tầm khoảng 55 56 cân quay đầu mặc vừa ạ. Chị Vi Dương lấy cả lụa cả lanh thì cho em xin số điện thoại nhá. Comment combo kèm số điện thoại cho em. 47kg vừa chị ạ, à, chị liêu liễu nhá, vừa bộ lụa nhá.
47kg vừa, quá thoải mái luôn chị nhá. Vừa luôn, chị lấy thì comment bộ lụa cho em. Lụa 70k cho em nhá. Nào có ai lấy thì comment nào, nhanh tay comment nhá. Kết bộ bi vừa rồi, bộ lụa rồi, ok. Lưu liễu này. Mà em còn một bộ lanh 50k này. 50 cân vừa chị Vi Dương ơi, hết bộ lụa rồi này. Đây nha, bộ lanh này 50k này, ai lấy comment lanh 50k kèm số điện thoại cho em. Đây, cái bộ này bóc sẵn rồi này. Bộ em đang mặc chỉ còn hai màu thôi. Vâng, bộ em đang mặc chỉ còn hai màu thôi chị Hương Lê ơi. Chị có đơn ở đây rồi đấy, chị lấy thêm thì đến mai em gửi hàng cho. Bộ Ly đang mặc là sale siêu rẻ luôn, hàng von lụa hơn 100 bây giờ sale có 79k luôn. Anh lụa mềm đẹp lắm luôn. Rồi ok, Vi Dương lấy lanh thì comment số điện thoại nhá. Rồi ok, em chốt cho chị Vi Dương bộ lanh này. Đây nha, tiếp bộ lụa như em đang mặc này các chị này. Đồ bộ còn loại nào. Đây, tiếp bộ lụa như em đang mặc nhá, 60k này. 60k nhá mọi người nhá. Treo xuống còn 60 ạ. À đây còn một bộ hoa đẹp này. Chiều mát thế nào? Chiều mát hết, toàn mỏng nhẹ mát thôi mùa này. Vải siêu mát luôn, lanh thì còn chả có cái vải gì, lanh thì lụa chả có vải gì là mát hơn nữa luôn rồi các chị ạ. Đây nhá, em còn một cái bộ quần váy này các chị siêu này. Siêu mát, còn siêu đẹp, siêu rách. Còn một bộ quần váy này nhá. Chị nào dưới 50 cân này. 80k cho chị nào dưới 50 cân, chị nào lấy thì comment bộ hoa cho em nhá. Từ 50 cân đổ lại đi em. Đây, 50 cân đổ lại này, chị nào lấy thì comment bộ hoa cho em, quần của nó là quần váy như thế này các chị này. Quần váy hai lớp nhá. Hàng này là hàng 100, sale còn 80k. Sale giá gốc luôn ạ. Chị nào lấy thì comment này, bộ hoa kèm số điện thoại cho em, màu này mặc lên rất là trẻ luôn. Màu này mặc lên cực trẻ trung luôn này. Đấy, bộ này bộ còn duy nhất một bộ áo dây, áo tầng này rất là đẹp, điệu luôn. Xe là 80k dành các chị nào 50 cân quay đầu thôi nhá. 50 cân quay đầu thôi các chị ạ. Đi đang mặc là đang mặc bộ hoa mà chị đấy là hỏi là váy nào. Còn size nhỏ, bộ cốt tông ấy thì có đủ size không? Đây nhá, em đang mặc là mặc bộ hoa này, đẹp và nhỏ. Chị Thu Trang bao nhiêu cân ạ? À?
thu sang bao nhiêu cân? Đấy, nếu mà các chị tổng khoảng 55, 56 cân thì mặc bộ lụa như em này. 55 cân thì mặc bộ lụa như em. Nhờ, sao lại cứ mở cửa ra thế nhờ? Thì anh ơi, đây là bộ lụa nghe đang mặc này, sale 60k này các chị này. Sale 60k nhá. Hai bộ là 120, rất là đẹp luôn. Có đủ màu ạ. 52 cân. Hồng. Đẹp tay. Đây em có cả bộ trắng đen này đấy các chị này. Đấy rất là nhiều màu hoa luôn nhá. Mà chỉ có 60k một bộ thôi. Bộ lụa mặc ở nhà siêu mát luôn. Các chị không mua đâu được cái giá vừa rẻ vừa đẹp như này. Đấy quần may rất là trẻ luôn như thế này các chị này. Rất là trẻ luôn. Dạ. Các chị mua ngoài tầm khoảng 150 luôn hàng lụa nhá. Đây mọi người nhìn này. Hàng lụa đẹp như này mà. Chỉ có 60k một bộ thôi. Rẻ quá đúng không các chị? Quá rẻ luôn. Sale sập sàn luôn ạ. Chị nào lấy đi comment cho em nhá, để em qua mẫu bộ khác ạ. Bộ nào nữa ông vứt đây con thử luôn. Váy màu nâu, hàng thứ hai kia có màu nào nữa không? Đúng vàng, không phải là hết vàng rồi. Còn màu nâu tây chị ơi, đấy màu đỏ gạch còn màu nâu tây nữa, màu bẹ á. Chuyển qua mã bộ này nào các chị nào, chuyển qua mã bộ hàng cốt tông này nhá. Đây, em còn vài bộ này, sale là 100k một bộ nhá chị nhá. 100k một bộ dành cho các chị tổng hợp 50-51 cân quay đầu. 50-51 cân quay đầu nhá mọi người nha. Đây, hoa này là thêu này. Hàng Quảng Châu, chất cốt tông mát lạnh luôn. Sale là 100k một bộ, chị nào lấy đi comment bộ hồng kèm số điện thoại cho em. Tầm khoảng từ có size. Dạ. Có size cho các chị tầm khoảng 55 cân đổ lại này. 55 cân đổ lại nhá. Từ 40 đến 55 cân đổ lại. Chị nào lấy thì comment bộ hồng cho em này. Bộ hồng cho em đấy nhá. Đất này siêu mát luôn, hàng Quảng Châu xịn, hàng 300, 100.
chất mát lạnh luôn đấy, chất rất là đẹp luôn ạ. Chị nào chốt bộ hồng này comment bộ hồng cho em nè, bộ hồng kèm số điện thoại nhá, em có màu hồng đậm với màu hồng nhạt ạ. Có hồng đậm với hồng nhạt này các chị này. Đây, hàng Quảng Châu đẹp. Mọi người yên tâm về chất nhé. Mát lạnh luôn. Hồng đậm và hồng nhạt ạ. Quá xịn luôn. Ai chốt bộ hồng này thì nhanh tay comment nè. Nhanh tay comment hồng kèm số điện thoại cho em nè. Hồng 100k nhá, hồng đậm và hồng nhạt. Mặn chám. Mặn chám này các chị em thoát ra vào lại nhá. Em thoát ra vào lại nhá mọi người nhá. Mặn chám đúng không ạ? Mặn mà hôm nay thôi.